Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 14 tháng 7 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Cộng sản Cuba lâm nguy, Bộ Chính trị Việt Nam đang nín thở theo dõi. Cộng sản là chế độ độc đảng, độc tài mang đến cho người nhân loại sự đói nghèo, mất tự do. Để được cai trị lâu dài thì đảng Cộng sản nào cũng như vậy. Họ cũng tước đoạt của người dân rất nhiều thứ. Hiện nay, 5 nước Cộng sản còn lại trên thế giới, nước nào cũng nghèo. Người ta dự đoán xu thế dân chủ là tất yếu và chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới trước sau gì cũng lụi tàn. Trong 5 nước cộng sản còn sót lại ấy, có Trung Quốc, Lào và Việt Nam đã đổi màu để giữ lấy quyền lực. Tuy nhiên, càng ngày người dân càng chán ghét chế độ độc tài cộng sản này. Vào ngày 12 tháng 7, báo chí thế giới đồng loạt đưa tin Cuba biểu tình đông đảo chống chính phủ chưa từng thấy. Phong trào biểu tình ở quốc đảo này bắt đầu từ ngày 17 tháng 7, khi mà người dân đã quá bất mãn với những xử lý của chính quyền nước này trước đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Cũng giống như chính quyền Việt Nam, chính quyền của Đảng Cộng sản Cuba chỉ biết cấm người dân mà không lo cho họ bất cứ những thứ gì cần thiết. Chính quyền độc tài bao giờ cũng thế, nó rất tham quyền, nhưng khi đề cập đến trách nhiệm hoặc né tránh hoặc ép dân chấp nhận những sự cấm đoán phi lý, tức nước thì sẽ vỡ bờ. Đó là điều khó tránh khỏi, và điều này không loại trừ ngay cả tại Việt Nam. Đây là hình ảnh dân Cuba biểu tình Chủ nhật ngày 11 tháng 7 năm 2021, là ngày mà cả nước Cuba trải qua một bước ngoặt lịch sử. Những cuộc biểu tình chưa từng thấy đã diễn ra trên khắp cả nước. Từ đông sang tây, người dân Cuba xuống đường trong tiếng hô vang kêu gọi tự do và đà đảo độc tài. Đà đảo tức là lật đổ một chính quyền không cho ai chia sẻ quyền lực, nhưng lại không làm gì cho đất nước giàu có lên, không làm gì cho người dân sung túc thì phải đào đảo. Số phận của các nhà nước độc tài thì bao giờ cũng thế, cũng sẽ tới ngày nó sụp đổ mà thôi. Và chính quyền độc tài Cuba cũng sẵn sàng cho tội ác. Đứng trước nguy cơ mất quyền lực, Đảng Cộng sản họ thể hiện cái ác của họ đến tột cùng. Trước cuộc biểu tình bất ngờ này, chính phủ Cuba tuyên bố sẵn sàng bảo vệ cuộc cách mạng bằng mọi giá và kêu gọi các nhà cách mạng xuống đường đến những nơi nào có những người hành động khiêu khích diễn ra ngay từ bây giờ và trong những ngày sắp tới. Vụ việc đã được Washington theo dõi sát sao và đã có phản ứng cảnh cáo chính quyền La Habana không dùng vũ lực chống lại người biểu tình ôn hòa. Cũng đã đến lúc người dân Cuba đòi hỏi quyền lợi cho họ. 62 năm bị kìm kẹp, bị cướp mất quyền tự do, bị đưa vào đói nghèo thì người dân cần phải trỗi dậy đánh đổ chế độ như thế nào? Đợt biểu tình này là một làn sóng thủy triều mà con người chợt xuất hiện trên đại lộ, dọc bờ biển và trên các nẻo đường của La Habana vào Chủ nhật 11 tháng 7 với tiếng hô vang đòi tự do. Những người dân Cuba phẫn nộ lần đầu tiên trong đời đã xuống đường biểu tình. Những cảnh tượng chưa bao giờ diễn ra tại đất nước Cuba cộng sản, nhưng nỗi sợ hãi cũng còn đó. Tất cả những người được hỏi đều muốn xin giấu tên. Đây là hình ảnh nhiều người Cuba đã bị cảnh sát nước này bắt giữ. Hầu hết tại các tỉnh và tại nhiều thành phố, người dân đều đổ ra đường bởi vì chúng tôi đã quá ngán ngẩm về mọi vấn đề và cuộc khủng hoảng. Đã đến lúc phải loại bỏ thành phần ăn trên ngồi chốc, bóc lột toàn dân để sống phẻ phỡn. Tham lam bất tài là mẫu số chung của các chính quyền cộng sản trên khắp thế giới. Đã 62 năm bị đày đọa, người dân Cuba không còn chịu đựng được nữa. Đây là lần đầu tiên người dân biểu tình, nhưng đây sẽ không phải là lần cuối cùng. Thực tế, người dân Cuba chỉ biết biểu tình ôn hòa. Tuy nhiên, chính quyền của Đảng Cộng sản, quốc gia vùng vịnh Caribe này đang hung hăng muốn tắm máu. Vì quyền lực, những chính quyền độc tài có thể làm mọi cách để giữ lấy quyền lực cho họ. Khủng hoảng, đói khát, nhu cầu thiết yếu, Covid và khát khao tự do. Những điều đó đã vượt quá sức chịu đựng buộc người dân Cuba phải xuống đường. Người dân Cuba đã bị đói và có rất nhiều nhu cầu, tuy nhiên họ lại bị trấn áp và đói khát hơn. Trước đây, người dân luôn giữ im lặng, tuy nhiên cho đến hôm nay, người dân đã thấy như thế là quá đủ. Người dân không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Và với những diễn biến như vậy tại Cuba, thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng biết đến thời kỳ cáo chung, Bộ Chính trị Việt Nam ắt phải xanh mặt. Ông Chủ tịch Cuba
Dinac Canse thừa nhận tình trạng thiếu điện dường như đã dẫn đến phản ứng nào đó tại đây. Tuy nhiên, ông cũng đổ lỗi cho thế lực thù địch, tương tự như Đảng Cộng sản hay làm ở Việt Nam cũng đổ lỗi cho thế lực nước ngoài. Những người biểu tình cũng thể hiện sự giận dữ liên quan đến việc thiếu nguồn cung vaccine trong bối cảnh Cuba ghi nhận đến 7.000 ca nhiễm COVID-19 mỗi ngày và 47 ca tử vong vào ngày Chủ nhật 11 tháng 7. Cuba cũng tự vỗ ngực là quốc gia có dịch vụ y tế tốt nhưng đối phó với COVID họ lại bất lực. Cách xử lý của chính quyền Cuba so với chính quyền Việt Nam cũng không khác nhau là mấy. Mỹ dân nói nhiều nhưng thực hiện thì tỏ ra vô cùng yếu kém. Tính từ lúc đại dịch bùng phát đến nay đã có hơn 1.500 ca tử vong vì COVID tại Cuba. Hôm thứ Sáu tuần vừa rồi, mùng 10 tháng 7, Cuba đã phê duyệt vaccine Toad do nước này sản xuất để dùng trong trường hợp khẩn cấp. Đây là loại vaccine đầu tiên được phê chuẩn tại châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Từ khi dịch COVID xuất hiện, nền kinh tế du lịch Cuba coi như tê liệt, lạm phát cao, nạn cúp điện thường xuyên, cảnh thiếu lương thực và thực phẩm, dụng cụ y tế ngày càng nghiêm trọng, khiến tâm lý người dân thất vọng với chính quyền. Nhưng điểm thứ ba là Internet nay đã phổ biến hơn trước và thông tin giữa các vùng của đất nước được chuyển đi nhanh hơn trước. Người dân có thể dùng mạng xã hội để bày tỏ bức xúc và họ phải xuống đường. Những người biểu tình cho biết là họ đã bị ghi hình lại tất cả và cảm thấy như được hậu thuẫn và đoàn kết nhờ vào mạng xã hội. Nhưng đối mặt họ, cảnh sát đã ra tay trấn áp người biểu tình. Khoảng 40 người đã bị bắt đi. Đây là hình ảnh nhà cầm quyền Việt Nam binh độc tài Cuba. Đã là cộng sản thì cách làm cũng giống nhau. Công an cho mặc thường phục trà trộn trong đám đông biểu tình để gây sự với cảnh sát, tạo cớ cho cảnh sát bắt người. Chiêu độc này ở các quốc gia dân chủ người ta không bao giờ làm như thế cả. Cùng lúc này, Chủ tịch Díaz Canse trên đài truyền hình kêu gọi những người cách mạng xuống đường. Ông thừa nhận người dân có một số nhu yếu phẩm thiếu thốn nhưng đồng thời là cáo buộc một số người bị nhầm lẫn. Chính quyền cộng sản thì ở đâu cũng như vậy, họ luôn muốn cai trị mãi mãi. Ở Việt Nam thì người dân ai cũng biết về khẩu hiệu Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Tuy họ rất muốn được muôn năm nhưng chế độ này không còn tồn tại được lâu nữa. Vững như Đảng Cộng sản Liên Xô mà tự nhiên cũng sụp đổ khi nó tồn tại chưa tới 75 năm. Nối đuôi Liên Xô thì các nước Đông Âu cũng sụp đổ hàng loạt. Nếu Cuba sụp đổ thì Cộng sản Việt Nam cũng sẽ lung lay. Hiện nay, Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đang hết sức lo lắng. Họ đang cho báo chí thông tin về tình hình Cuba hết sức cẩn thận. Họ cũng đang rất sợ hãi. Và liệu Cuba sẽ có dân chủ sớm hơn Việt Nam hay không? Ông Tổng thống Mỹ Biden từng tuyên bố trong chiến dịch tranh cử rằng sẽ đảo ngược một số chính sách đối với Cuba dưới thời ông Trump. Ông Biden khi đó nói các chính sách của ông cựu Tổng thống Cộng hòa đã gây tổn hại cho người dân Cuba mà không thúc đẩy dân chủ và nhân quyền. Ông Trump sau khi nhậm chức vào năm 2017 đã áp đặt rất nhiều hạn chế về kinh doanh và đi lại mà ông Obama đã nới lỏng hoặc bãi bỏ đối với Cuba. Đây là hình ảnh liệu Cuba có dân chủ hay không. Người dân Cuba đã rất hy vọng ông Biden đảo ngược chính sách của ông Trump, nhưng chính quyền ông Biden cho biết việc thay đổi chính sách đối với Cuba không nằm trong ưu tiên đối ngoại hàng đầu của họ. Trong tháng này, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng nói với hãng tin Reuters rằng nhân quyền là trụ cột trong chính sách Cuba của Mỹ. Theo đó, ông Biden vẫn cam kết thực hiện lời hứa nới lỏng các hạn chế kinh tế đi lại đối với Cuba, nhưng chưa biết khi nào những động thái này sẽ xảy ra. Ông Donald Trump cũng từng liệt Cuba vào danh sách các nước tài trợ khủng bố ngay trước khi rời nhiệm sở. Vào tháng 5 năm 2020, ông Trump đưa Havana trở lại danh sách các nước không hợp tác đầy đủ với các nỗ lực chống khủng bố của Mỹ. Đấy là thái độ của Mỹ. Tuy nhiên, về vấn đề lật đổ chính quyền Cộng sản Cuba là trách nhiệm của người dân Cuba. Chính người dân Cuba hiểu hơn ai hết những sự khốn khổ của họ là do ai. Khi người dân Cuba nhận ra rồi, thì thời gian mà Đảng Cộng sản tồn tại ở đây bị lật đổ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nhìn đó mà run sợ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay với bản tin vừa được phát về tình hình Cuba. Quý vị hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d
để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de.